Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự ngày 7 tháng 9 của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 6 tháng 9, đoàn công tác liên ngành của Bộ Nội vụ do Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng làm trưởng đoàn đã có buổi đi khảo sát thực tế về việc thành lập thị xã Việt Quang trực thuộc tỉnh Hà Giang. Cùng đi với đoàn có đại diện Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Cùng làm việc với đoàn về phía tỉnh ta có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Tiến, đại diện các ngành Nội vụ, Xây dựng, Giao thông, Tài nguyên và Môi trường. Được sự nhất trí của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang đã lập đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Bắc Quang hiện nay để thành lập thị xã Việt Quang trực thuộc tỉnh Hà Giang. Theo đó, thị xã Việt Quang được thành lập trên cơ sở giữ nguyên hiện trạng thị trấn Việt Quang hiện nay và được chia tách thành hai phường là Quang Vinh và Quang Thành, đồng thời mở rộng địa giới bao gồm toàn bộ diện tích dân số của hai xã Việt Vinh và Việt Hồng, một phần của xã Hùng An, Quang Minh để thành lập ba xã là Việt Vinh, Việt Hồng và Quang Minh. Tổng diện tích tự nhiên của thị xã Việt Quang là gần 16.600 ha, dân số là trên 29.000 người. Trụ sở của thị xã Việt Quang sẽ là toàn bộ cơ sở vật chất của các cơ quan đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của huyện Bắc Quang hiện nay, có sự cải tạo cho phù hợp với chức năng quản lý. Sau khi chia tách địa giới hành chính để thành lập thị xã Việt Quang, huyện Bắc Quang sẽ bao gồm 18 xã thị trấn với tổng diện tích tự nhiên trên 93.000 ha, dân số là 80.000 người. Trung tâm hành chính huyện Bắc Quang dự kiến quy hoạch và xây dựng mới tại thôn Tân Lâm, xã Tân Quang, huyện Bắc Quang với chức năng là đô thị chuyên ngành đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Sau khi khảo sát thực tế tại một số vị trí và các cơ sở sản xuất trên địa bàn thị trấn Việt Quang, đoàn công tác liên ngành của Bộ Nội vụ đánh giá rất cao ý nghĩa của việc thành lập thị xã Việt Quang trực thuộc tỉnh Hà Giang. Đó là quy luật tất yếu của sự phát triển, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, ổn định xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng tại địa phương. Bên cạnh đó, sự quyết tâm nỗ lực của chính quyền địa phương, sự ủng hộ của nhân dân sẽ là cơ sở quan trọng để thị xã Việt Quang sớm được thành lập. Về một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đoàn khảo sát đề nghị tỉnh Hà Giang cần tiếp tục ưu tiên kinh phí đầu tư hoàn thiện hơn nữa về cơ sở hạ tầng cho thị xã tương lai. Phát động nhiều phong trào thi đua lao động sản xuất nhằm nâng cao mức thu nhập cho người dân. Với vai trò nhiệm vụ được giao, các bộ Nội vụ, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tỉnh Hà Giang, sớm trình Chính phủ ban hành nghị quyết, sau đó trình Ban Thường vụ Quốc hội xem xét. Vừa qua, đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã có chuyến khảo sát mô hình truyền tin thôn bản tại ba xã của huyện Hoàng Su Phi là xã Chiến Phố, Thang Tín và Bố Lồ. Trước khi làm việc với các xã, đoàn công tác đã đi khảo sát một số hộ dân tại ba xã để tìm hiểu và nắm bắt thông tin, tâm tư nguyện vọng của nhân dân sau khi được nghe các điểm truyền tin tại các thôn bản. Từ khi có các cụm FM không dây đặt tại các thôn, nhân dân đã học hỏi và tiếp thu được rất nhiều từ những chương trình chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, những kinh nghiệm, biện pháp, cách làm hiệu quả, các mô hình, gương người tốt việc tốt trong lĩnh vực lao động sản xuất. Những thông báo, cảnh báo phòng chống thiên tai, cháy rừng đều được truyền tải tới người dân kịp thời. Với các mô hình truyền tin thôn bản đã được đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, đánh giá cao, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Thông qua các điểm truyền tin thôn bản đã góp phần định hướng công tác tư tưởng chính trị, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc học tập các kinh nghiệm, cách làm hiệu quả trong lĩnh vực lao động sản xuất. Qua khảo sát tình hình thực tế và làm việc với lãnh đạo ba xã Chiến Phố, Thàng Tín và Pố Lồ của huyện Hoàng Su Phi, đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả cũng như sự cố gắng nỗ lực của các xã trong công tác truyền tin, để người dân trên địa bàn đều được nghe, được hiểu những thông tin về tình hình kinh tế, chính trị xã hội của đất nước, của tỉnh và địa phương. Trong thời gian tới, đoàn công tác đề nghị các xã cần tăng cường kiểm tra nắm bắt tính hiệu quả của các điểm truyền tin, cần có sự điều phối, linh hoạt về kinh phí hoạt động. Đối với tổ biên tập tin, cần biên tập ngắn gọn, phù hợp với từng vùng, địa phương để 100% người dân đều hiểu được. Bên cạnh đó, tùy vào từng vùng mà có các bản tin tiếng dân tộc phù hợp. Qua đó, tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục, sửa chữa những hạn chế trong công tác truyền tin, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của các xã. Thưa quý vị và các bạn, trong các dịp nghỉ lễ, Hà Giang là một trong những điểm mà khách du lịch lựa chọn đến tham quan. Năm nay, dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 kéo dài 4 ngày, nên các điểm du lịch, đặc biệt là khu vực công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, đã thu hút rất đông khách du lịch đến tham quan và nghỉ dưỡng. Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay, Hà Giang đã đón khoảng 8.000 lượt khách du lịch trong nước và nước ngoài đến tham quan. Trong đó, chủ yếu là khách du lịch trong nước trên 7.000 lượt,
khách du lịch quốc tế ước đạt trên 300 lượt. Công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn là điểm thu hút khách du lịch đến tham quan nhiều nhất với trên 5.000 lượt. Ngoài ra, các điểm du lịch như ruộng bậc thang Hoàng Su Phi, các làng văn hóa du lịch cộng đồng cũng là những điểm thu hút khách du lịch đến tham quan và nghỉ dưỡng. Tổng doanh thu du lịch trong dịp này ước đạt khoảng 6 tỷ đồng. Đối với mỗi du khách khi lên Hà Giang, họ luôn cảm thấy thoải mái, dễ chịu, không chỉ bởi ở đây không khí trong lành, mát mẻ, nhiều cảnh đẹp hùng vĩ của thiên nhiên, mà con người nơi đây cũng rất hiền hòa và mến khách. Không những vậy, khách du lịch còn có thể thưởng thức những món ăn đặc trưng của đồng bào các dân tộc thiểu số như xôi ngũ sắc, thịt lợn đen. Để đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm nay, Đoàn Kiểm tra Liên ngành huyện Đồng Văn đã tổ chức triển khai đợt kiểm tra đánh giá công tác vệ sinh an toàn thực phẩm của các hộ kinh doanh trên địa bàn huyện. Đối tượng thanh tra lần này tập trung chủ yếu vào các cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thực phẩm được sử dụng nhiều trong dịp Tết Trung thu như bánh kẹo, mứt, rượu bia, nước giải khát, phụ gia thực phẩm, đồ chơi trẻ em, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống nhỏ lẻ, thức ăn đường phố trên địa bàn huyện. Nội dung chủ yếu là kiểm tra công bố tiêu chuẩn sản phẩm, ghi nhãn sản phẩm thực phẩm, phụ gia thực phẩm, điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển thực phẩm, giấy phép kinh doanh, giấy tập huấn về vệ sinh an toàn thực phẩm, các sản phẩm đã quá hạn sử dụng. Qua kiểm tra các cơ sở, Đoàn Kiểm tra Liên ngành huyện Đồng Văn đã phát hiện một số cơ sở có hàng sữa chua đã hết hạn sử dụng, một số cơ sở chưa đủ tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm, không có giấy phép kinh doanh. Đoàn kiểm tra đã xử lý một hộ vì còn bày bán sản phẩm đã hết hạn sử dụng và đề nghị chủ cơ sở tiêu hủy tại chỗ, đồng thời nhắc nhở các cơ sở kinh doanh khác hoàn tất các thủ tục cần thiết nhằm nâng cao ý thức người dân về vệ sinh an toàn thực phẩm. Vừa qua, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang đã tổ chức lễ hội đường phố vui Tết Trung thu cho các cháu thiếu nhi. Tới dự có lãnh đạo huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện, cấp ủy chính quyền địa phương và 14 tổ dân phố tham gia lễ hội đường phố vui Tết Trung thu năm 2014. Năm nay là năm thứ hai, ủy ban nhân dân thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang tổ chức lễ hội đường phố vui đón Tết Trung thu cho các cháu thiếu nhi. Lễ hội đã thu hút được đông đảo người dân tham gia hưởng ứng. Không những là nơi các em nhỏ vui đón Tết Trung thu mà còn tạo cơ hội để tất cả mọi người dân được hòa mình trong không khí vui nhộn, tưng bừng của đêm hội trăng rằm. Lễ hội đường phố tại thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang được mở đầu bằng đoàn rước các mô hình du thuyền đã diễu hành qua lễ đài. Tham gia lễ hội có 14 tổ dân phố và các thôn bản với 17 mô hình du thuyền lung linh sắc màu và ảnh tượng Bắc Hồ, biểu tượng đặc trưng của Tết Trung thu Việt Nam. Mỗi du thuyền đều mang vẻ đẹp riêng, vừa hiện đại nhưng vẫn mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc. Với những hình ảnh chủ đạo là đài sen dâng bác, thuyền rồng, đèn lồng kéo quân, cột cờ Lũng Cú, biên giới thiêng liêng của Tổ quốc, cột đèn hoa đăng biển đảo Hoàng Sa, Trường Sa, tất cả đều thể hiện tinh thần ca ngợi tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, dòng máu Lạc Hồng, con rồng cháu tiên của nhân dân các dân tộc Việt Nam qua mấy ngàn năm lịch sử. Sau khai mạc, các đoàn đã dựng mô hình dọc trên trục đường quốc lộ 2 trải dài hơn 7 km. Nhằm tạo ra một sân chơi cho các em thật bổ ích và hiểu thêm về ngày hội trăng rằm, tại trung tâm huyện Xín Mần, thị trấn Cốc Bài đã tổ chức đêm hội trung thu cho các cháu thiếu nhi. Cùng với đó là các hoạt động văn hóa, văn nghệ giữa các mô hình đèn trung thu. Để góp phần tạo không khí vui tươi cho đêm hội trăng rằm, người dân tại các khu phố trên địa bàn thị trấn Cốc Bài, huyện Xín Mần đã chuẩn bị mô hình đèn trung thu như đèn ông sao, đèn cá chép, nhiều mô hình mang ý nghĩa dân gian và tính giáo dục cao, thể hiện truyền thống đạo lý tình yêu quê hương đất nước. Rất đông các bé đã được các ông bà, cha mẹ, thầy cô giáo đưa đến để vui chơi rước đèn. Trên khắp các tuyến đường từng các phố đều trở nên lung linh hơn, rộn ràng và náo nhiệt hơn. Rất đông người dân đã cùng xuống đường tham gia các đoàn diễu hành cùng các mô hình đèn trung thu đi qua những trục đường chính. Trong không khí sôi động đón Tết Trung thu và vui hội trăng rằm, tại trung tâm hội nghị huyện Xín Mần cũng đã diễn ra đêm giao lưu văn nghệ chào mừng kỷ niệm 69 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, chào mừng năm học mới 2014-2015. Với những ca khúc mang đậm đà bản sắc quê hương, những ca khúc ca ngợi Tổ quốc, bài hát về Tết Trung thu và ngày khai trường đã đem lại cho người dân nơi đây nhiều cảm xúc. Đây là hoạt động được tổ chức với ý nghĩa nhằm tạo cho các em một sân chơi bổ ích và hiểu thêm về Tết Trung thu. Thông qua các hoạt động đã góp phần giáo dục cho các em về các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc và tôn vinh những nét đẹp văn hóa truyền thống cũng như sự tích của đêm hội trăng rằm. Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm qua, người dân thôn Yên Thượng, xã Yên Thành, huyện Quang Bình đã quen thuộc với hình ảnh nhân viên y tế thôn bản Hoàng Thị Tâm
không quản ngại nắng mưa, vượt đồi, leo dốc, đến từng gia đình, tuyên truyền vận động bà con thực hiện đầy đủ các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, nâng cao sức khỏe cộng đồng. Qua những việc làm trên, đồng bào trìu mến gọi chị là người thầy thuốc của dân bản. Là người dân tộc Tày, sau khi tốt nghiệp cấp 3, chị Hoàng Thị Tâm được đào tạo qua lớp y tế thôn bản vào năm 2008. Và năm 2009, chị trở thành nhân viên y tế thôn bản. Hơn 6 năm qua, sự hiện diện của chị Hoàng Thị Tâm, thôn Yên Thượng, xã Yên Thành, huyện Quang Bình đã góp phần nhỏ bé của mình làm vơi đi những khó khăn vì đau ốm bệnh tật của người dân nơi đây. Chị đến từng nhà nhắc nhở, vận động đồng bào nâng cao ý thức vệ sinh phòng bệnh, không sinh con thứ ba. Đơn giản, đối với chị Tâm, công việc mà bản thân đang theo đuổi là làm sao để mỗi người hiểu được tầm quan trọng của việc bảo vệ sức khỏe và tích cực tham gia thực hiện tốt các chương trình y tế. Chị Hoàng Thị Tâm thì chị rất là nhiệt tình, thường xuyên giúp đỡ và tuyên truyền cho chúng tôi về những cái biện pháp chăm sóc con bằng sữa mẹ và sau khi sinh. Đối với bản thân tôi thì tôi cảm thấy chị Tâm rất là nhiệt tình trong công tác tuyên truyền và vận động chị em phụ nữ trong độ tuổi về chăm sóc và vệ sinh con và các biện pháp để tránh các bệnh liên quan đến đường sinh dục. Hiện thôn Yên Thượng, xã Yên Thành, huyện Quang Bình có 101 hộ với 448 nhân khẩu. Đồng bào chủ yếu là dân tộc Dao và Tày. Trong đó có đến 68 cặp vợ chồng đang ở độ tuổi sinh đẻ. Nhờ làm tốt công tác truyền thông về y tế, giáo dục sức khỏe tại cộng đồng, đặc biệt đối với phụ nữ và trẻ em. Từ năm 2010 đến nay, toàn thôn không có gia đình nào sinh con thứ ba, không để xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm nào. Có được kết quả trên là một phần công sức đóng góp của nhân viên y tế thôn bản Hoàng Thị Tâm. Bản thân luôn gương mẫu về các cái phong trào sức khỏe cộng đồng thì luôn nắm bắt thông tin trên các kênh thông tin đại chúng, nắm bắt về cái thông tin về rửa tay bằng xà phòng và khuyến cáo dân không sử dụng các nguồn thực phẩm không rõ nguồn gốc và để tránh không mắc phải cái thực phẩm ngộ độc thực phẩm trên địa bàn. Theo con số thống kê, hiện nay huyện Quang Bình có 135 nhân viên y tế thôn bản hoạt động ở 15 xã thị trấn. Do địa hình rộng nên việc xây dựng mạng lưới y tế thôn bản được xem như cánh tay phải của các trạm y tế xã. Họ đã đảm nhận khá tốt chức năng truyền thông, cung cấp thông tin phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân tại cộng đồng. Nhờ có đội ngũ này, từ đầu năm đến nay, toàn huyện có 447 trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đủ liều. Hầu hết cặp vợ chồng áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại. Nhận thức vệ sinh phòng bệnh của người dân được nâng lên rõ rệt. Trong cái thời gian tới để mà nâng cao cái hiệu quả hoạt động của đội ngũ y tế thôn bản thì trước hết là đối với nhân viên y tế thôn bản mà hiện nay chưa được qua các lớp đào tạo chuyên môn thì tổ chức qua các lớp đào tạo chuyên môn theo yêu cầu, đó là học tập chuyên môn ít nhất là từ 6 tháng trở lên. Đối với nhân viên y tế thôn bản đã được qua đào tạo rồi thì hàng năm phải có kế hoạch là tập huấn để mà tổ chức triển khai tất cả các cái chương trình mục tiêu, nhất là tập huấn công tác chuyên môn. Khi hệ thống y tế cơ sở không thể vươn tới hết bản làng thì vai trò của nhân viên y tế thôn bản là rất quan trọng. Họ đến khi đồng bào khó khăn vì bệnh tật hay khi việc chống dịch tại cộng đồng cần họ. Với những việc làm đó đang là cánh tay nối dài để người dân tiếp tục cùng với các cấp các ngành làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe trên địa bàn huyện Quang Bình. Thưa quý vị và các bạn, tuy không có thế mạnh về tiềm năng đất đai, nhưng khí hậu của huyện Yên Minh rất phù hợp với việc sản xuất nông lâm nghiệp, đặc biệt là trồng cây ăn quả, trong đó có cây hồng không hạt. Năm 2014, huyện Yên Minh đã phối hợp với Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc, Trung tâm giống cây trồng và gia súc Phó Bảng thực hiện nhân giống hồng không hạt trên địa bàn xã Na Khê. Để thực hiện tốt việc mở rộng diện tích hồng ngâm không hạt, Trung tâm giống cây trồng và gia súc Phó Bảng đã phối hợp với huyện Yên Minh xây dựng vườn ươm cây giống tại thôn Thèn Phùng, xã Na Khê. Sau đó đã thực hiện ghép 5.000 gốc hồng, mà gốc là cây hồng dại được lấy giống tại tỉnh Tuyên Quang, ghép với mắt của cây hồng ngâm không hạt có chất lượng quả thơm ngon tại xã Na Khê. Nhờ thực hiện ghép đúng kỹ thuật và chăm sóc tốt nên tỷ lệ sống của 5.000 gốc hồng ghép là rất cao. Theo kế hoạch có trên 30 hộ gia đình thuộc 4 thôn,
Lùng Vái, Lùng Búng, Thèn Phùng và Phú Tỷ tham gia thực hiện việc trồng hồng. Bởi vậy, để đảm bảo việc trồng hồng đúng quy trình kỹ thuật, các hộ gia đình đã được tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật đào hố, ủ phân để tiến hành trồng hồng. Hiện nay, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Yên Minh phối hợp với Trung tâm Giống Cây Trồng và Gia súc Phó Bảng thực hiện cung ứng giống cho nhân dân triển khai trồng. Đến nay đã thực hiện trồng được 14,99 ha tại xã Na Khê. Trong đó, nhà nước hỗ trợ giống hồng là 7,3 ha, nhân dân tự túc trồng là 7,69 ha. Huyện Yên Minh cũng đã chỉ đạo nhân dân chăm sóc tốt diện tích hồng ngâm không hạt đã được gieo trồng để đảm bảo tỷ lệ sống cao, góp phần mở rộng diện tích hồng ngâm không hạt của địa phương. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.